Bữa hôm nay mình ở nhà mới làm xong một số việc. Bây giờ ra xong cái mình quay cái điểm câu cá của thằng em để đăng lên giới thiệu cho các bạn nào mà có yêu thích môn câu cá ra đây để câu ủng hộ. Ngoài câu cá thì nó còn các dịch vụ khác như câu xong rồi ta chế biến tại chỗ luôn. Câu cá này là ở Cồn Ông, ở Phân Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nó nằm cặp con sông Tiền. Cá này là cá nuôi ra, nuôi sẵn thì mình câu vô vé thôi, vé không có nhiều, 30.000. Đây câu cá rất nhạy nữa vậy, không có bạn kia. Ở Tiền Giang qua ông câu. Câu dính 8 tiếng, dính 30 kg. Ở đây nó gồm có 4 tum. Cơ sở vật chất thì còn thô sơ. Tại mới mà, mới làm. Từ từ nếu mà thuận lợi thì sẽ mở rộng quy mô thêm. Nếu quý khán giả muốn đăng ký câu cá thì tôi sẽ để số điện thoại ở dưới. Nếu đăng ký câu cá và đăng ký ăn uống thì đăng ký trước. Tại chỗ này mới phát triển cho nên không có đồ sẵn để chế biến để chúng ta tổ chức nhậu. Này có toilet luôn quý khán giả. Mới xây toilet luôn. Bữa nay quá quay ngắn nên mới đi quay được, chứ mỗi bữa là bốn tâm là đủ hết, là không có chỗ. Đây em đi về xuồng á. Còn phía xa xa đằng kia là vườn xoài. Vườn xoài của gia đình. Đấy. Đây thì một có cái ao đằng kia. Ao đó là ao rộng cá. Câu nào hết cá thả qua. Đấy. Bơi xuồng qua lấy vô cốc vào bán cũng 10.000 ký các bạn. Đây nó bơi xuồng qua lấy. Mày mua mấy ký cá rồi? Chép hả? Rồi, cá thả vô á. Mấy trăm, cá chép 50 rồi. Cá chép 50 ký ha. Mấy trăm ký, cái gì vậy? Cá chép nhiêu, mấy trăm gram? Nửa ký, 700 gram. Nó là mua 50 ký cá chép, từ nửa ký cho lên. Từ nửa ký cho lên. Mấy cái kia là mình mua nuôi cá chê hay vậy? Hả? Mua cá chê hay vậy? Cá trê con cầm tay không? Rồi vậy cá trê từ cầm tay cho lên thì ký cũng có. Nửa ký, 1 ký cũng có.
này là cái ao, ao nhỏ không dám, ao này là ao rộng nè, rộng cá này lại hết thì mới xả vào bên đây. Đấy. Đây, bốn tùm. Cái ao này diện tích tới 6.000, gần 6.000. Cá lại gì cá cậu Lâm mày gọng lên bên đó đó hết mới thả qua bên đây cho người ta câu á. Con câu đâu câu. Câu. Tôi quay YouTube cái gì? Đây. Lên lên xuống, lên xuống. Lên đi, không sao đâu. Ba hắn chưa? Tự đi đi. Bước lên. Cóc ăn chua lắm. Trời ơi, trời hành 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 luôn. Trời. Đổ ăn, đổ cái làm cái. Từ con té. Nè, vô đi vô. Ừ. Lên 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 lên. Đi vô. Té 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 té. Câu hả? Cái nhỡ muối vô nhà nhá. Bữa nay rảnh mình quay giới thiệu cho anh em. Nếu quý khán giả nào có sở thích câu cá liên hệ, mình sẽ để số điện thoại phía dưới. Rồi. Video đến đây kết thúc. Hẹn các bạn một lần khác tôi sẽ đăng clip mới.
chỗ vui chơi. Đấy. Đường chính đó. Đừng câu cơ mẹ. Dính sao dính trời, không biết câu á, tại nó biết câu á. Bây giờ câu dính là tôi câu dính con nào? Dính cái này vậy? Đó, được rồi coi. Đồ hay vậy. Nãy giờ dính được 2 kg à? Mấy kg? 2 kg à? 2 kg mỗi con tiếng nha. Về lời ơi. Chúng anh rồi đấy. Quay mẫu chúng tao, quay chơi mày. Nó đưa lên chơi. Đúng rồi. Đợt câu trên Sài Gòn là con 15-16 kg. À. Đánh cá tra 1 tiếng 20 ngàn. Đánh từ 6 sáng đến tới 11 giờ trưa bắt mồi. Dính chưa? Bữa đó đâu được mười mấy con. Mười con 40 kg. Nó dính không liền hả ta? Nó dưới không? Quăng xuống khi cục ăn khi cục không. Vậy là nó có cây thật rồi ha. Ừ, tại vì quăng xuống là phải ngâm nó kèm với bánh mì nha để giữ mồi. Đến mồi không quăng ra là nó rớt mồi ra kìa. Đúng rồi. Dính nhau 4 nhau 6 rồi. Dính cá, dính cá, dính cá, dính cá. Chết cha. Dính được con cá mà cá nhỏ. Nhỏ. Cả dính con nào bạn lụm con nấy. Ủa lửa, có đâu không? Lửa số 10. Nó lôi luôn kìa. Ngon tự chế. Quá hay. Rồi giả lên. Đây nha anh em. Đây được cái nè. Đó. Đó gì câu được đó. Dính cá. Nước lửa luôn anh em ơi. Đây. Quên đem cái đồ rửa lửa nha. Đây. Có đồ rửa lửa nha. Lửa này có ngạnh. Anh hai trở về được không? Được. Này em trở về cho cái. Đây nha này. Còn cũng 100 gram gì à? Cái nấu đâu? Cái nấu bự ha. Từ nãy giờ cũng được 2 kg mấy rồi. Gần tiếng rưỡi.